Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Bếp An Toàn. Ngày hôm nay, Bếp An Toàn sẽ hướng dẫn cho quý vị cách sử dụng bếp từ PID675DC1E. Bếp từ PID675DC1E Series 8 là dòng sản phẩm được bán chạy nhất của Post tại thị trường Việt Nam. Bếp được nhập khẩu nguyên chiếc từ Tây Ban Nha, được sản xuất trên công nghệ tiên tiến hiện đại nhất. Mặt kính của bếp được thiết kế màu đen sang trọng Scott Seran, sản xuất tại Đức, một loại gốm kính cao cấp được làm từ gốm sứ thủy tinh đặc biệt, có khả năng chịu lực, chịu nhiệt và khả năng va đập tốt, chống lại những cú sốc nhiệt đột ngột lên đến 750 độ C. Mâm từ sử dụng trong bếp là mâm từ Ego của Đức với các sợi dây đồng liên kết siêu bền chặt với thời gian, góp phần tăng tuổi thọ của bếp. Mặt kính bo viền nhôm, vắt cạnh đẹp sắc nét đến từng chi tiết. Bụng bếp được làm bằng chất liệu thép không gỉ, không bào mòn với thời gian. Hệ thống các khe hở xung quanh bụng bếp hỗ trợ giúp hệ thống quạt gió của bếp hoạt động được tốt hơn. Kích thước bếp là 51 x 606 x 527 mm. Kích thước lắp đặt là 51 x 560 x 490 mm. Phần thân vỏ của bếp được làm bằng thép không gỉ, chất liệu có khả năng chống lại oxy hóa và rò rỉ điện nên rất an toàn cho người sử dụng. Kết hợp thông minh giữa hai mặt bếp là hệ thống quạt tản nhiệt lồng sóc giúp bếp tản nhiệt nhanh và vận hành trong trạng thái mát, ổn định. Tem của bếp ghi đầy đủ thông số như nguồn điện, điện áp, mã model sản phẩm. Bếp sử dụng dây điện đơn với 3 dây nóng, lạnh, trung tính giúp dễ dàng cho việc lắp đặt đấu điện khi sử dụng. Nhìn chung, đây là một sự hoàn thiện cao về mặt thiết kế của bếp. 3 vùng nấu cảm ứng với spin chức năng cho từng khu vực. Một vùng nấu bên tay trái lớn nhất có đường kính 28 cm. Một vùng nấu bên dưới tay phải có đường kính 21 cm. Một vùng nấu bên trên tay phải có đường kính 15 cm, phù hợp nấu các loại xoong nồi chảo nhỏ cho trẻ em. Ngoài ra, bếp có chức năng spin giảm thời gian làm nóng một lượng lớn nước và các chất lỏng khác lên đến 50%. Để khởi động bếp, ta nhấn nút Start. Với chức năng Auto Start nhận diện vùng nấu, khi chúng ta đặt nồi từ lên bếp thì vùng nấu nó có nồi sẽ tự động được chọn, bạn chỉ cần chọn công suất để nấu. Mà hiện tại ở đây chúng ta nhìn thấy là nếu chúng ta đặt bếp ở phần bên tay phải ở dưới cùng thì bếp sẽ tự động nhận diện vùng nấu ở đây ạ. Sau đó chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là 17 mức công suất và các tính năng bổ sung. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta muốn lựa chọn tính năng như là 2 hoặc là 2.5 thì bếp của chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động. Hoặc nếu quý vị mà muốn công suất của chúng ta nhanh hơn gấp 1,5 lần thì có thể lựa chọn chế độ booster với ký hiệu là chữ B và dấu chấm. Với chức năng này thì bếp của chúng ta sẽ bắt đầu nấu nhanh hơn và sôi nhanh hơn rất nhiều. Ở đây như chúng ta đã nghe thấy tiếng ạ, bếp sẽ bắt đầu sôi lên một cách rất nhanh. Và nếu chúng ta muốn giảm nhiệt độ thì chúng ta chỉ cần lựa chọn các chức năng khác như là 7 hoặc là 6.5. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có hai vùng mới ở đây, đó là vùng chiên xào và hâm nóng. Với chức năng chiên xào thì có 5 mức độ khác nhau tùy thuộc vào việc nấu nướng của chúng ta. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta lựa chọn mức độ 4 hoặc là mức độ 3. Và nếu muốn tắt đi thì chúng ta chỉ cần lựa chọn lại dù không. Tiếp theo là mức độ hâm nóng với 17 mức nhiệt khác nhau tùy thuộc vào cái sở thích của mình. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta muốn hâm nóng khoảng mức độ 6 hoặc là 6.5 thì bếp của chúng ta cũng sẽ bắt đầu hoạt động như vậy. Cùng với đó chúng ta lại nhìn thấy có 3 ký hiệu về thời gian. Thế nhưng mỗi chức năng thì lại có một cái chức năng riêng của mình. Ví dụ đầu tiên đó là với biểu tượng đồng hồ cát, đó là chức năng nhắc nhở. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta muốn lựa chọn thời gian là 10 phút thì sau khi hết 10 phút bếp sẽ kêu lên một tiếng chuông nhưng mà không tắt bếp. Thời gian này thì cho chúng ta biết là chúng ta hẹn giờ khoảng 10 phút thì sau khi kết thúc thì bếp sẽ bắt đầu dừng. Và nếu muốn tắt đi thì chúng ta chỉ cần nhấn lại một số 0, lựa chọn vào bếp và bấm vào số 0. Tiếp theo là đến chức năng hẹn giờ tắt bếp. Với chức năng này thì cũng giống như chức năng vừa rồi. Thế nhưng mà sau khi tắt bếp thì sau khi mà hết thời gian, bếp sẽ kêu lên và tắt hẳn. Và nếu muốn tắt đi thì chúng ta chỉ việc lựa chọn lại số 0. Và cuối cùng đó chính là chức năng đếm thời gian. Với chức năng này thì nó sẽ tự động đếm thời gian với thời gian cảnh báo đây là giây. Với chức năng này thì chúng ta có thể đếm được xem là thời gian mà mình nấu một món ăn sẽ khoảng bao nhiêu lâu để chúng ta căn chỉnh để nấu một món ăn trở nên phù hợp hơn với mình. Và nếu mà chúng ta muốn dừng lại thì chỉ cần nhấn thêm một lần nữa để biết rằng thời gian mình nấu hiện tại đang dừng vào khoảng 18 giây. Và nếu mà muốn chúng ta tắt đi thì có thể nhấn thêm một lần nữa. Theo là đến chức năng khóa an toàn cho trẻ em. Để kích hoạt chức năng này chúng ta chỉ cần nhấn giữ từ 5 đến 6 giây. Chức năng này đảm bảo an toàn cho trẻ em ở quanh khu vực bếp. Và trong thời gian này chúng ta có thể vệ sinh bếp hoặc là làm những công việc khác mà không sợ ảnh hưởng đến bếp. Và để khởi động và hủy bỏ chức năng này, chúng ta lại tiếp tục nhấn giữ từ 5 cho đến 6 giây.
và sau đó thì bếp của chúng ta lại khởi động như bình thường. Tiếp theo là đến chế độ cảnh báo nhiệt dư. Sau khi tắt bếp, chúng ta có thể nhìn thấy cảnh báo nhiệt dư ở đây với các biểu tượng như H nhỏ và H lớn. Với mức H nhỏ ở đây là biểu hiện cho mức nhiệt dưới 60 độ C, còn H lớn là biểu thị cho mức nhiệt trên 60 độ C. Với sau khi tắt bếp mà có hiện lên chức năng này thì chúng ta nên lưu ý là nên để cho bếp sau khi mất hai biểu tượng này mới nên vệ sinh vùng bếp để cảnh báo rằng bếp đang nóng, và nên chúng ta nên đợi khi mà hết hai cái cảnh báo này thì mới vệ sinh để đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Và cuối cùng đó chính là chức năng chống trào. Sau khi đang nấu thì cái việc trào nước ra khỏi bếp là việc rất bình thường, nhất là đối với những người mà vô tình để quên nồi ở trên bếp. Và với những lúc như vậy, giả dụ như ngày hôm nay nước của chúng ta đang sôi lên và bị trào ra ngoài trên bề mặt. Sau khi nước bị trào ra khỏi bề mặt nước thì bếp của chúng ta sẽ kêu lên một tiếng cảnh báo và sẽ tắt bếp luôn để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đây cũng là một tính năng rất thông minh mà dòng bếp từ này có. Nếu quý vị quan tâm đến sản phẩm bếp từ Bose PID675DC1E, hãy tới ngay tại địa chỉ của chúng tôi tại 992 Đường Láng để có thể trải nghiệm sản phẩm miễn phí, hoặc liên hệ qua hotline 0976665669 hoặc 0912331335. Đặc biệt trong tháng này chúng tôi cũng đang có chương trình khuyến mại. Khi cứ khách hàng mua một bếp từ sẽ tặng một bộ nồi từ, cam kết bảo hành 3 năm chính hãng, cam kết lỗi 1 đổi 1 6 tháng do lỗi của nhà sản xuất, miễn phí lắp đặt trong nội thành Hà Nội, miễn phí ship toàn quốc tùy vào đơn hàng, cam kết bồi thường 200% nếu sản phẩm không đúng nguồn gốc xuất xứ. Và đến đây thì thời lượng của chúng tôi đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của Mẹ An Toàn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.